Quý ơi, chụp hình máy chính thì kỹ luôn, chụp bên hông rồi chụp ở dưới trên xuống rồi ở giữa lên, ở trên này câu xuống, thấy không? Máy chính là cực cực kỹ á, chủ yếu là có máy chính á. Dễ té lắm, nó té nhào đầu á chứ. Chắc mai qua quay quá. Quý ơi, ghi chơi xong ấy mai ra chứ bây giờ tối quá, làm cái này không được đâu, nghe không? Ừ, tối quá, làm cái này dễ bị ấy quá, tai nạn lao động lắm, nghe không quý? Sát cao, ủa sao nó tôi thua vậy quý? Mới nắp. Mày thấy rõ không chắc? Kia lâu lâu không chứ nó đọc rồi. Ví dụ nó dựng lại được mà. Là chơi hôm nay cơ động chính xác. Không chặt cái đầu được. Ủa nó nằm hết trong này rồi thì đi đâu được không anh? Ôi tên này. Anh là nhà ở đâu anh? Ở Bình Thạnh nha. Dạ anh Bình Thạnh à.